Năm học 2024-2025 đã bắt đầu, công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm trong học đường đang được các trường học đặc biệt quan tâm. Tại huyện Tân Hưng của tỉnh Long An, ngay từ đầu năm học mới, các trường mầm non đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp để phòng tránh bệnh cho trẻ. Năm học này, trường mầm non Khương Điền B có 9 lớp với gần 250 trẻ. Ngoài việc tạo một môi trường vui chơi thoải mái, nhà trường còn đặc biệt chú trọng đến việc đảm bảo sức khỏe cho các cháu, trong đó có việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Trước khi vào học thì tôi cùng các giáo viên vào trường để dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà trường, chuẩn bị môi trường lớp học sạch sẽ, gọn gàng và thoáng mát. Thì trong quá trình giảng dạy thì chúng tôi có lồng ghép một số biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Chỉ đạo giáo viên tổ chức cho trẻ thực hành các cái kỹ năng về phòng chống dịch bệnh trong trường học. Ngoài ra thì trường cũng đã tuyên truyền đến phụ huynh các cái dịch bệnh về cách phòng tránh, xử lý cũng như là có giải pháp ngăn chặn kịp thời qua các thông tin trên nhóm Zalo cũng như là các cuộc họp ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm. Với quy mô 13 lớp học, hơn 380 trẻ, tất cả đều học bán trú nên việc chăm sóc cho trẻ luôn được trường mầm non thị trấn Tân Hưng quan tâm thực hiện tốt. Và nhà trường cũng chỉ đạo đến các phó hiệu trưởng về việc quản lý bếp ăn tập thể trong nhà trường để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là tính khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ hàng ngày. Năm học 2024-2025, huyện Tân Hưng có trên 1.850 trẻ trên 80 nhóm lớp đang theo học tại các trường mầm non trên địa bàn. Để phòng chống dịch bệnh cho trẻ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học ngay từ đầu năm học. Ngay từ đầu năm học, Phòng Giáo dục Đào tạo đã có các văn bản chỉ đạo các cái đơn vị trường học thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh như các loại bệnh như sởi, thì tay chân miệng, rồi sốt xuất huyết. Thì các trường thường xuyên dọn dẹp cảnh quan môi trường vệ sinh trường lớp và thường xuyên theo dõi các em học sinh. Nếu có dấu hiệu phát hiện dấu hiệu bệnh thì kịp thời phối hợp với y tế địa phương để xử lý kịp thời, không để dịch lây ra trong trường học. Để công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả, cùng với sự nỗ lực của các ngành liên quan và nhà trường, rất cần sự chủ động của các bậc phụ huynh trong việc phòng chống dịch bệnh cho con em mình để công tác phòng chống bệnh có hiệu quả.